Mến chào các bạn. Một tuần đã trôi qua với thật nhiều bận rộn và âu lo. Trong tuần qua, chuyên mục chuyện cuối tuần đã nhận được một số email do các bạn gửi về sẻ chia những buồn vui trong cuộc sống. Và không biết có phải là do thời điểm cuối năm có quá nhiều áp lực hay không mà rất nhiều bạn trẻ tâm sự rằng họ cảm thấy chán nản với công việc, cảm thấy con đường thành công dường như quá xa vời. Và trên thực tế thì bất cứ ai cũng muốn thành công, nhưng sự thật chẳng có thành công nào là dễ dàng cả. Muốn thành công ắt phải trả giá. Vấn đề nằm ở chỗ bạn có chấp nhận cái giá ấy hay không. Và đêm nay hãy cùng ngẫm một chút về cuộc sống, về cái giá của sự thành công cùng chuyện cuối tuần nhé. Trong một ngôi làng nọ, có một anh chàng rất nghèo. Một nhà giàu nhìn thấy đáng thương, liền muốn giúp đỡ. Người giàu có đưa cho anh ta một con bò, dặn dò anh hãy khai hoang tốt, đợi mùa xuân đến gieo hạt giống, mùa thu là có thể thoát nghèo rồi. Anh chàng nhà nghèo cảm thấy tràn đầy hy vọng, bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ sau vài ngày, bò lại muốn ăn cỏ, người muốn ăn cơm. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước. Anh ta bèn nghĩ, thà rằng bán bò đi lấy tiền mua mấy con dê. Trước tiên giết một con để ăn, còn lại để nuôi cho nó sinh con, đợi nó lớn lên rồi cầm đi bán. Như thế kiếm được nhiều tiền hơn. Anh ta tiến hành theo kế hoạch. Sau khi ăn hết một con dê, những con dê còn lại rất chậm sinh con, cuộc sống lại gặp khó khăn. Thế là anh không nhịn được, lại giết thịt một con. Người nghèo nghĩ, tiếp tục như vậy không được, không bằng đem dê đi bán, mua thành gà. Gà đẻ trứng rất nhanh, trứng gà có thể lập tức bán được nhiều tiền, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Người nghèo lại thực hiện theo kế hoạch, nhưng rồi thời gian trôi qua cũng không có gì thay đổi. Gặp khó khăn, anh ta lại giết gà để ăn. Cuối cùng chỉ còn lại một con. Ý chí làm giàu của người nghèo hoàn toàn sụp đổ. Người nghèo thất vọng nói, ôi, làm giàu thật khó, thà đem con gà còn lại đi bán, mua một bình rượu uống cho no nê, thế là xong chuyện. Thành công dường như là đích đến mà tất cả mọi người đều mơ ước. Nhưng không phải ai cũng hiểu được rằng con đường thành công không có chỗ cho kẻ lười biếng. Như câu chuyện ngụ ngôn chúng ta vừa nghe, thẳm sâu trong lòng anh chàng nhà nghèo kia cũng có một mong mỏi trở nên giàu có. Khi được trao cơ hội, anh ta cũng thử nắm bắt, nhưng không đủ ý chí, chẳng có quyết tâm, lại thiếu đi lòng kiên trì và sự nhanh nhạy. Dù cơ hội đổi đời được đưa đến tận tay, vẫn cứ để phí hoài. Thực tế, có một sự khác biệt về người thành công và kẻ thất bại. Người thành công luôn biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng và nỗ lực trau dồi bản lĩnh của mình, sẵn sàng theo đuổi mục tiêu đến cùng. Còn kẻ thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, dễ dàng thỏa hiệp với số phận, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có tác động từ bên ngoài. Khi không có sự tác động ấy nữa, họ đành buông xuôi.
kẻ thất bại không nhận thức được rằng thành công đến từ 7 phần chăm chỉ, 3 phần may mắn. Và sự may mắn ấy cũng tiềm ẩn nỗ lực và cầu tiến không ngừng. Hầu hết chúng ta đều nóng lòng muốn đạt được thành công càng nhanh càng tốt. Sự nóng lòng này không có gì sai, nhưng cần hiểu rằng bước nhanh dễ ngã, chạy vội hụt hơi. Con đường tắt là con đường ẩn giấu nhiều hiểm nguy. Cũng có những người thành công bằng việc chớp lấy cơ hội trong nháy mắt. Nhưng ai dám nói rằng thành công ấy có được rất dễ dàng? Bạn có biết một bí mật về cây tre không? Ròng rã 4 năm đầu đời, cây tre chỉ vươn cao được khoảng 3 cm. Nhưng từ năm thứ 5 trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày và chỉ mất 6 tuần để phát triển lên 15 m. Điều ít ai biết đến là để có sự phát triển thần tốc ấy thì trong 4 năm đầu tiên, rễ tre kéo dài bám hàng trăm mét vuông trong đất. Người nông cạn, thiếu ý chí, chỉ trầm trồ khen cây tre cao lớn thẳng tắp mà không nhận ra rằng để được như vậy, rễ tre phải chịu bao gian nan hút lấy dưỡng chất từ lòng đất xuyên qua những lớp đá khô cằn để tồn tại và sinh sôi. Quá trình 4 năm ấy là quá trình cây tre tạo dựng nền tảng, tích lũy năng lượng và ẩn chứa sức mạnh, cũng là thời gian luyện rèn nhẫn nại, kiên trì, lấy tĩnh chế động để một ngày kia vươn lên mặt đất đương đầu với muôn chuyện nhân sinh. Cái giá của thành công luôn rất đắt. Trên con đường đi đến thành công, gia đình, sức khỏe, thời gian dường như đều phải đặt lên bàn cân đong đếm. Cái giá của sự thành công nằm ở hai chữ đánh đổi. Vậy, bạn có sẵn sàng đánh đổi để thành công? Bạn có thể chấp nhận gian nan để đạt được những thứ mình muốn? Trả lời được hai câu hỏi này, bạn sẽ biết được bản thân mình dám hy sinh vì điều gì. Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau chiêm nghiệm về câu chuyện cái giá của thành công. Hy vọng rằng những chia sẻ ấy phần nào sẽ giúp các bạn có thêm suy ngẫm để đưa ra những sự lựa chọn cho riêng mình. Chuyện cuối tuần đêm nay xin khép lại tại đây. Hãy like, chia sẻ và gửi bình luận cho chúng tôi về nội dung mà các bạn muốn lắng nghe vào tuần sau nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.